nếu như mà may mắn mà quen được em đi thì chắc chắn là anh nghĩ là mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn. Bởi vì nãy giờ nói chuyện anh thấy em là một người, con gái rất là thú vị, và bản thân anh cũng muốn tìm hiểu em thêm. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và bây giờ thì Cát Tường sẽ vào bên trong quán cà phê để chờ xem nhân vật hôm nay là ai, là trai hay là gái. Bạn ấy đã đợi Cát Tường từ nãy giờ rồi. Quý vị hãy theo dõi hành trình mai mối hôm nay của Cát Tường nha. Hello cưng. Dạ, chào chị. Đợi chị lâu không? Dạ, cũng không lâu lắm chị ha. Cưng tên gì? Dạ, em tên Bảo Ngân chị. Ngân là làm việc này lâu chưa? Dạ em từ lúc về nước là em làm công việc này. Có đi nước ngoài nữa? Đi nước nào, đi được bao lâu? Dạ em học ở New Zealand ạ. Dạ em học ở đó 3 năm. Về được bao lâu rồi? Dạ em về được hơn 3 năm luôn rồi chị. À là về là làm trong công ty này luôn, làm dạ. Tới nay luôn. Dạ. Hiện tại giờ em đỡ ở đâu? Dạ em đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Dạ nhà em ở đây luôn ạ. Ở đây là ở đâu? Dạ Tân Bình nè chị. Chắc là mình có nhiều ưu điểm, giới thiệu sơ bộ vài cái ưu điểm của mình mà em cảm thấy nổi bật nhất. Ưu điểm thì em cũng không có nhiều, nhưng mà em nghĩ là chắc là cái công việc của em là phải giao tiếp, cho nên là em nghĩ là cái khả năng giao tiếp của em nó cũng được ạ. Đúng rồi, nãy giờ thấy gặp chị Tường nó quá trời luôn, như chị Tường luôn, đâu có cái gì cả. À đúng rồi, đi bán hàng cũng phải tư vấn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nghề này nghề của hắn rồi đấy. Rồi vậy thì mình nghĩ mình có khuyết điểm gì? Dạ khuyết điểm là chắc em không có dành được nhiều cái thời gian để mà chăm sóc bản thân cũng như là gia đình tại cái thời điểm hiện tại. Một phần là công việc em khá là bận rộn. Bận rộn nhưng mà làm tối cuối tuần rồi cũng rảnh chứ đúng không? Hay là bất cứ lúc nào khách hàng? Dạ đúng rồi, khách hàng đó chị. Dạ người ta rảnh lúc nào là mình làm việc lúc đó mà. Nhưng mà công việc là đang phát triển ổn định. Dạ đang tốt chị. Em nghĩ là cỡ bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em nghĩ là phải tầm 27-28. Như vậy năm nay là 24 rồi. Dạ 27-28 cũng 3-4 năm nữa ha. Dạ. Vừa phát triển sự nghiệp. Rồi trong quá trình đó thì nếu mà được cái đối tượng nào hợp lý thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Nhưng mà giờ trước đây mình đã từng trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước đây thì em có khoảng 3 người bạn gái. 3? Một bạn là quen ở New Zealand. Dạ còn hai bạn thì quen ở Việt Nam ạ. Cái thời gian gần đây nhất là có quen ai không? Khoảng 1 năm đổ lại đây thì em không quen ai. Rồi cái mối tình sau cùng đó là ở đây hay ở bên New Zealand? Dạ cái bạn gái mà gần đây nhất á là quen ở đây ạ. Dạ. Quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 1 năm rưỡi. Rồi lý do sao chia tay? Dạ lý do chia tay là thứ nhất là cái công việc em không có cho em quá nhiều thời gian để mà có thể chăm sóc cũng như là quan tâm tới bạn á. Dạ là một, thứ hai thì hai đứa trong quá trình làm quen tìm hiểu thì cũng có một số những cái trục trặc. Rồi ví dụ như bữa nay tới chương trình rồi chị Tường tìm được cho em một người bạn gái, rồi em có sắp xếp được thời gian để mà quan tâm người ta, để mà phát triển một cái mối quan hệ cho nó lâu dài không? Nếu như mà một người mà mình cảm thấy là phù hợp thì chắc chắn là mình sẽ dành thời gian cho người ta rồi. Tại vì chị nghĩ dù bận gấp mấy, đôi lúc chị cũng rất là bận luôn, nhưng mà trai gọi là chị đi liền. Nếu thật sự mình đã thích, mình có sự rung động mà mình muốn thì mình cũng sẽ sắp xếp được thôi. Dạ. Mình không gặp được trực tiếp thì mình cũng có thể là gọi điện, nhắn tin, FaceTime, đủ thứ cách để mà mình có thể kết nối cái tình cảm mình nó càng ngày nó càng khăng khít hơn, đúng không? Chính xác. Rồi bây giờ mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cũng đơn giản thôi, em cũng như bao người khác thôi, thì ngoại hình thì xinh xắn, dễ nhìn. Dạ, thứ hai là về tính cách thì em thích một người có thể kiểu giống như làm cho em cười chẳng hạn đi, cũng vui vẻ, cũng hoạt bát. Em nghĩ là trước mắt thì chỉ như đó thôi chứ cũng không có quá nhiều. Có cái mong muốn về ngoại hình, lứa tuổi, tóc tai, quần áo, cái style như thế nào không? Trẻ trung năng động là em thấy trẻ trung năng động rồi chị. Dạ. À, hiện đại một chút cũng được đúng không? Dạ. Cổ điển đồ này kia, tiểu điệu thục nữ thì mỹ ít na gì không? Nếu mà biến hóa mà linh hoạt được thì quá tốt chứ. Em tham quá. Nếu mà giờ chị gặp được cái người bạn gái đó thì là em có cái gì để mà đưa cho người ta xem, để mà người ta có một ít cái thông tin gì đó về mình để người ta mới đi theo chị Tường, chứ tự nhiên khơi khơi nó có cái anh nào để ý em rồi kêu đi theo, đôi lúc người ta lại cũng chưa có hình dung ra được. Dạ em thì không có nhiều cái sở trường lẻ. Dạ vâng, thì có chuẩn bị một cái hình ảnh rồi profile, với lại có em tới đây em có mang một vài những cái món quà nhỏ. Dạ, để có thể là nhờ chị Tường là giới thiệu đến các bạn. Rồi vậy gửi cho chị. Dạ rồi. Profile trong điện thoại phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ngắn vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi đó hả? Đơn ok. Dạ. Rồi hai chị em mình sẽ đi. Dạ. Tìm, nếu mà em thấy ai ok thì em cứ việc
dừng lại, chỉ cho chị, chị sẽ tiếp cận. Nhớ là lưu ý chọn cho kỹ nha, mình chỉ có 3 cơ hội thôi nha. Kết thúc 3 cơ hội mà không tìm được ai là coi như hôm nay em fail. Đây là cái máy quay. Rồi quà đâu, quà đâu? Dạ đây chị. Rồi quà, ok. Ủa là mới gặp là tặng luôn hay sao? Hay là ai mà ok mới tặng? Dạ ai ok tặng chị. Ai ok mới tặng, vậy là giờ chị tạm giữ thôi gì đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ai ok mới tặng. Trời ơi, trưa nắng gió. Ở đây sao xe hơi đông quá mà người thì không thấy. Đó, giữa trưa hè nóng bức như thế này. Nữa đã nói rồi, mấy mốt đi làm chương trình mai mối mặc đồ kín kín thôi, đừng mặc đồ nổi quá mà quên hoài. Bây giờ nhìn hướng coi nè, mình đi cái phương nào nè, trái, phải, lên đồi. Để chị dòm cái này nha, mình đi bộ một chút đi. Dạ, rồi không được, mình đi qua hướng bên đó đi. Dạ. Thấy bên đó hình như có người kìa. Lần đầu tiên thì Tường cũng tới khu này ấy chứ. Dạ em cũng vậy. Mà thấy rộng lớn ghê đông. Này chạy kiếm mọi người, em là cá bụi. Hello chị, đi gần đó. Vô trong cái quán đó coi có cái gì không. Thấy có người đó. Có người mà hình như em thấy nam không à. Qua trái, chậm chậm. Đó, sau cái chiếc xe hơi thấy cũng có một hai ba nhóm người. Đúng rồi. Trai hay gái? Dạ hình như là phục vụ chị. Khách thì ngồi lác đác vài người nhưng mà hình như là nam là nhiều. Nam hả? Dạ. Có một cái cô bé, ra đây coi, có một cái cô bé. Tóc bạc bạc sau chiếc xe hơi. Người nước ngoài hay người Việt Nam? Cô cũng đang đứng quay hay đang đứng làm gì đó? Người Việt Nam á chị. Việt Nam hay người nước ngoài? Em nghĩ người Việt Nam á, nhuộm tóc. Tóc trắng xóa vậy? Những tóc vàng nhưng mà nó ra chân đen rồi. Đang làm gì đó? Đang ngồi bấm điện thoại chị. Em có muốn tiếp cận tới chị gần gần xíu không? Dạ được chị. Em thấy sao? Dòm vô đó đi. Đều đừng có đứng lộ liễu quá, người ta nói chị nổi hơn em, để chị núp cho. Em đứng chắc ta không để ý đâu. Coi cho kỹ nha. Dạ. Tự nhiên ở đâu mà này cũng chụp hình. Chắc Việt Nam không? Dạ chắc là Việt Nam hả chị? Thấy ổn không? Dạ được. Được chắc không đó? Dạ xinh sáng dễ thương. Tôi tới nha. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Cô này trẻ đúng không? Dạ trẻ chị. Việt Nam nha, đừng làm khó tôi, nước ngoài bắt tôi nói tiếng Anh rồi mệt lắm nha. Dạ. Nói tiếng Anh em, nói tiếng Anh. Nhưng mà tôi phải tới, tôi nói trước. Dạ. Rồi người ta chịu cái mới tới quanh mấy người chứ. Dạ. Ok nha. Dạ chị tung chiêu giùm em. Rồi tung chiêu, đứng đó đi. Tung chiêu. Tên gì? Dạ em tên Phương Giao. Phương Giao, ủa Giao làm gì ngồi đây? Dạ em mới đi học về nên ngồi đây. Ồ, chị Tường ngồi nói chuyện. À chị tên là Cát Tường. Chị ngồi đây xíu nói chuyện với em xíu được không? Dạ được. Ok, chơi luôn, hy sinh cái quần trắng luôn. Giao năm nay nhiêu tuổi Giao? Dạ em 23. 23 tuổi, đang học gì về? Em đang đi học ngành quan hệ công chúng. Ủa ngành gì ngộ vậy? Ngành này chị mới biết nha. Ngành quan hệ công chúng là nó sẽ chuyên về truyền thông xíu á chị. À học năm 3 hả? Dạ em học năm cuối. À năm cuối rồi. Chị Tường đang tham gia một cái chương trình là mai mối cùng người lạ. Có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chắc không? Dạ chắc. Bữa nay chị có một cái bạn trai này, đảm bảo em kết liền. Giọng dễ thương. Dạ nghe rồi. Hy vọng chịu. À hồi nãy giờ bạn trai này đi với chị uống cà phê chị bên kia kìa. Đó. Xong cái vượt tầm ngắm xa xa nhìn qua em, thấy em ngồi ở đây một mình, mới nhờ chị Tường đến làm quen với em. Nếu mà bây giờ đi học về rồi là rảnh đúng không? Ủa em đang ở với ai? Em đang ở với mẹ. Ở quận mấy? Quận 8. Quê em ở đâu? Dạ em ở An Giang. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho em xem cái profile của ảnh. Em coi sơ rồi, nếu mà em cảm thấy kết á, được á, thì em đi theo chị. Mình qua mình uống cà phê với ảnh 15 phút thôi cũng được, để mình làm quen. Biết đâu bữa nay mình có một người bạn. Người này chị nghĩ em quen được là giúp ích được nhiều cho em trong việc học tập nè. Năm sinh 1996, là lớn hơn em 1 tuổi, 4 năm du học tại New Zealand mới về. Sales manager trẻ tuổi nhất AIA. Được không? Vậy cũng được. Giờ đi với chị nha. Đâu có gì đâu mà ngại ngùng, mình tuổi trẻ năng động. Ok, đi. Trời.
Chị thấy là ổn lắm đó nha. Giữa trời nắng chang chang mà đi đâu mà gặp vậy là coi như là có duyên dữ lắm luôn. Vô tâm sự nhờ chị. Ừ, đâu có, giờ là tới phiên nhà em rồi đó. Em là hên rồi đó, bữa nay thiên thời địa lợi nhân hòa là ổn rồi đó. Còn ăn thua lại là từ em, năng lực của em thôi. Ngồi xuống. Hello, chào cưng. Hai bạn bắt tay nhau xã giao cái nè. Bạn gái đang ngồi bên đó, bên tay trái em. Rồi, chào em. Chào em. Giới thiệu với em, hồi nãy em đã coi profile của ảnh rồi ha. Yeah. Em giới thiệu tên tuổi em cho ảnh nghe đi, chứ anh chưa có nghe. Em tên là Phương Giao. Tên đẹp, tên vừa lạ mà vừa đẹp nữa. Cảm ơn anh. Em sinh năm 97. 97. 97 là nhỏ hơn anh 1 tuổi. Đúng rồi, em nhỏ hơn 1 tuổi. Em đang học ở Đại học Kinh tế Tài chính, mình quan hệ công chúng. Anh biết Public Relations đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Thôi bây giờ hai bạn ngồi đây rồi mình mở mặt nạ ra tâm sự với nhau luôn đi. Rồi chị Tường đi ra ngoài ngồi đợi ha, 15 phút sau chị Tường quay lại cho hai bạn. Chứ chị nghĩ hai bạn trẻ mà, năng động mà, tự tin mà, đâu cần chị Tường giúp đỡ gì đâu. Rồi mở mặt nạ ra đi cưng, tút lại cho nè. Cảm ơn chị. Rồi đẹp gái rồi, tự nhiên nè, tự tin trò chuyện ha, không gian mát mẻ ha. Dạ. Rồi nếu được thì lát chị Tường dẫn hai đứa đi uống sinh tố. Đó nha chị. Ừ. Em là học năm nay là năm mới năm cuối hả? Anh nhớ là 97 là cũng em học trễ một năm. Nên là bây giờ hiện tại vẫn là năm cuối. Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 8. Quận 8 à? Có người yêu chưa mà sao đồng ý tham gia chương trình này? Tất nhiên là chưa. Anh là chưa có rồi đó. Thì tất nhiên em cũng vẫn chưa thì em mới có thể tham gia được. Ý là chị Tường hỏi thì em mới ok được. Nhưng mà có thì chắc không. Có lâu rồi là em chưa có người yêu? Cũng tầm một năm, năm hơn. Một năm hơn lần hả? Ồ, vậy là cũng lâu chứ. Một cô gái xinh đẹp như em, dễ thương như em, cười có duyên nè, tên thì cũng đẹp nữa, là lý do gì mà những một năm trời mà không có nguyện ai? Có thể tìm chưa thấy người phù hợp thôi. Anh nghĩ sao? Ý là tại sao? Anh cũng tầm năm rồi. Nhưng mà tại sao em phải tham gia cái chương trình như vậy? Em nghĩ cái profile của anh thì cũng có thể dễ dàng tìm được bạn. Một phần cũng do anh bận nhiều công việc quá, khi mà anh quen một người đi anh không có dành được nhiều thời gian người ta chẳng hạn như vậy. Vậy bây giờ anh có nhiều thời gian chưa mà? Anh thì không đặt quá nặng cái vấn đề đó. Chủ yếu là nếu mà mình gặp được một cái người mà phù hợp thì tự nhiên mình sẽ muốn dành thời gian cho người ta thôi. Em thì sao? Người phù hợp với em là như nào? Em chỉ cảm giác là ở cạnh người đó mình cảm thấy thoải mái là được thôi. Thế là mình cảm thấy mình là được ở chính mình thôi là được. Nhưng mà kiểu vẫn đang tìm. Tóc này em nhuộm lâu chưa? Anh thấy anh rất là thích cái màu này nè. Anh rất là thích nhuộm tóc luôn, nhưng mà công việc anh nó không có gọi là không được nhuộm á. Tóc em lúc đầu là nó màu xám khói. Ý là em nhuộm trước Tết rồi, nhưng mà bây giờ thì nó thành màu này rồi. Lúc đầu là nó màu khói đúng không? Đúng rồi. Sau bây giờ em nhuộm ra màu vàng thì nó sẽ ra thành vậy. Nên vẫn xinh đúng không? Vẫn đẹp, vẫn đẹp. Em là hiện tại ngoài đi học ra có đi làm đâu? Em đang làm nhân viên của Starbucks. Starbucks ở đâu? Ở Nguyễn Tri Phương, La Cai. Ủa anh ở đâu? Anh là làm công việc hay là làm việc hay là ở nhà? Nhà anh ở bên Tân Bình. Hơi xa. Xa. Nhưng mà từ Tân Bình mà qua quận 8 thì cũng không tới nổi. Thế là quan trọng cho mình thôi. Mình thấy gần là nó gần, còn mình thấy xa là nó xa thôi. Còn anh đi làm thì ở đâu? Anh thì đi khắp Sài Gòn, tại vì anh là phải thường xuyên xuống ngân hàng á. Thì hiện tại là anh đang phụ trách khoảng 10 cái chi nhánh của VP Bank. Anh phải đi xuống dưới đó thường xuyên, nhưng mà cái văn phòng của công ty anh là đặt ở Sài Gòn Center. Thế anh cần chị mà anh giỏi. Thì cũng mình cố gắng, với là cũng một phần là do anh may mắn thôi. Thế là anh đi du học nên về lâu chưa? Anh về từ cuối 2016 tới bây giờ là cũng 3 năm rưỡi rồi. Ủa là anh đi du học hồi năm anh bên? Anh đang học dở lớp 12 thì anh có học bổng. Anh đi chung với bạn anh học ở bên New Zealand á. Thì cái chương trình cử nhân mà cái ngành của tụi anh học á, ngành của anh là ngành nghiên cứu, cho nên là học 3 năm thôi là anh tốt nghiệp đại học rồi, là tầm 20, gần 21 tuổi là đã tốt nghiệp đại học rồi. Thì về nước xong cái đi làm tới giờ luôn. Chỉ một công ty thôi. Em là sắp tới muốn là khi mà tốt nghiệp rồi cái định hướng tương lai em như nè, em muốn làm ở đâu? Em muốn làm trong môi trường kiểu nó không ngồi văn phòng, kiểu nó sẽ di chuyển nhiều, mỗi ngày nó sẽ đều có là một cái thứ mới để cho em. Chứ em không thích kiểu bó buộc em trong một cái hoàn cảnh nào đó. Quay lại cái câu chuyện mà người yêu đi, thì lý do gì mà một năm đổ lại đây? Hồi nãy em nói là em chưa tìm được người phù hợp hả? Đúng rồi. Thì theo em như nào gọi là người phù hợp với em? Kiểu họ phải biết quan tâm em, cũng không phải cần nhiều thời gian quá cho nhau, nhưng mà cũng phải cần một chút ít, với lại kiểu phải tinh tế xíu. Ta phải kiểu em như nào, như thế nào, theo em như thế nào gọi là tinh tế? Kiểu thường con gái thì họ sẽ để tâm cái người mà họ quan tâm những điều nhỏ nhặt thôi. Kiểu đi xe thì sẽ biết gác trong xe xuống hay là gì đó, ấy là mấy nhiều nhỏ thôi. Anh biết gác trong xe xuống nè. Good. Đó là những thứ mà có thể ghi điểm được đó với em.
thì kiểu cảm thấy em vui, với lại cảm thấy được quan tâm. Maybe là khó, hơi khó tìm như vậy. Hơi khó tìm à? Anh nghĩ là một người mà biết quan tâm rồi tinh ý, đã có một cảm xúc với em rồi thì cái chuyện đó là nó rất là bình thường, mà nó không có phải có cái gì gọi là quá khó khăn đâu. Chắc là maybe em xui là em không tìm, nhưng vẫn chưa tìm được những cái người giống vậy. Em có nghĩ hôm nay em hên không? Chắc cũng có. Thì anh biết cái kiểu như mình gặp random như vậy thôi á, nhưng mà nếu như mà sau cái chương trình này mà anh muốn mời em đi ăn hoặc là đi uống nước đi thì em có đồng ý không? Vẫn được, ok em sao á? Vẫn được đúng không? Được. Em thích ăn cơm gà không? Em ăn cái gì cũng được. À, hiện tại là anh với mấy người bạn là có franchise một cái thương hiệu cơm gà tương đối là lâu đời ở bên Singapore, tụi anh mang về Việt Nam á. Thì cơm gà ở đây là dòng cơm gà Hải Nam, tức là có gà hấp nè, gà quay, gà nướng. Đấy, thì hiện tại là tụi anh đang có hai cơ sở, một là ở Crescent Mall quận 7, cơ sở số 2 là ở số 40 Đặng Thị Nhu. Anh mời em đi ăn thì chắc chắn là anh không có dẫn đi hai chỗ đó rồi. À. Anh cũng có thể dẫn em đi chỗ đó để dùng thử cũng được. Tối nay là có em có plan gì đây? Tối nay thì không có plan. Nên là cuối tuần nên là em thì sẽ rất là rảnh. À. Bình thường là thời gian mà không có bận biểu gì hết thì em sẽ làm gì? Bình thường thì em sẽ đi hay ra cà phê ngồi với bạn, hoặc là đi uống cocktail. Đúng rồi. Em thích uống cocktail không? Em thích uống cocktail. Em thường đi những chỗ nào? Em thích Layla, anh biết. Anh biết Layla, Layla đối diện Sheraton đúng không? Đúng rồi, em thích đi quán đó. À, anh cũng hay đi quán đó mấy lần với bạn, nhưng mà anh thì thích cái gì nó ngoài trời á, nó khoáng. Anh thì hay đi cái bên, em biết cái show 2 ở trên đường Minh Minh Khai không? Ừ, em có đi một lần đó rồi. Biết. Em thích ngồi nói chuyện với mấy anh bartender. Để người ta say trong quán em này. Em muốn quay muốn lại, em thích người ta là em thích xem người ta biểu diễn. À, anh cũng muốn được á, nhưng mà nó bể hết trơn. Thí dụ như mà nếu như mà sang tuần đi ha, thứ sáu hoặc là thứ bảy anh mời em đi ở ví dụ như là Layla, hoặc là những cái chỗ mà em thích, hoặc là em muốn đổi chỗ mà có thể đi những cái chỗ mà anh hay đi. Okay. Nhưng mà nó sẽ là một cái date riêng của hai đứa mình thôi, chứ không có bạn bè dính dáng vô trong đó. Ok không? Ok. Ok, vậy em cho anh xin số điện thoại nha. Okay. Em lưu số em luôn đi. Em lưu, em muốn lưu gì em lưu. Ok. Đừng để cho anh biết. Dạ. Yeah. Ý, giờ nó mới để ý, em có cái camera. Đúng rồi, nếu giờ em đi chụp hình. Em có dùng Instagram không? Dạ có. Follow. Instagram em là cái gì? Thí dụ mà nhờ em chụp hình cho anh hay là anh chụp ngược lại cho em thì ok? Em chỉ mượn đi chụp thử thôi. Kiểu em chưa biết chụp cho anh á, kiểu chỉ mượn thôi. Anh cũng biết tí ti à, bình thường người ta chụp cho anh không chứ anh cũng chả rành mấy cái vấn đề này lắm. Bình thường. Nhưng mà nếu mà em chụp cho anh thì xấu hay đẹp gì anh cũng đăng. Em có biết hát cái nhảy không? Anh là không biết. Em nhảy thì một mình em coi thôi, không chơi cái coi được. Em nhảy, em có đăng lên TikTok hay gì? Không, biết TikTok thì em chỉ thích quay bạn bè xung quanh thôi. Em thích kiểu em chưa không chơi TikTok nhưng mà nghỉ dịch thì em có chơi. Anh quay đúng một cái clip mà anh thấy không ai coi cho nên xóa luôn rồi. Khi nào em tốt nghiệp? Theo đúng lộ trình thì sẽ tầm tháng 9, tháng 10 em sẽ tốt nghiệp. Nếu mà bây giờ thì em có một người bạn trai thì em có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng trong cái lúc mà em làm đồ án tốt nghiệp nè, xong rồi sau đó lại đi xin việc làm các thứ không? Không, em cảm thấy em có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Kiểu chuyện tình cảm thì nó đâu có ảnh hưởng tới mấy chuyện đó nhiều đâu. Thế là em vẫn có thể dung hòa được hai cái chuyện đó. Em nghĩ sao về một người bạn trai mà kiểu giống như người ta khá là bận đi, nhưng mà em biết chắc là người ta rất là trân trọng em, thì những cái thời gian mà người ta dành ra được cho em á, là kiểu giống như đó là những gì mà tất cả những gì người ta có thể rồi đó, thì em nghĩ như nào, em có kiểu giống như bị chạnh lòng nếu như mà nó không được nhiều như là những gì em muốn không? Nói chạnh lòng thì em nghĩ cũng chắc sẽ là có thôi. Kiểu nhiều lúc thì mình sẽ cần sự quan tâm mà, nhưng mà kiểu người ta không dành nhiều thời gian với mình thì cũng sẽ buồn. Nhưng mà cả hai bên đều lớn, đều có công việc hết rồi, thì mình phải biết cảm thông nha, để tính cái đường dài được. Chứ không phải là kiểu tình cảm con nít mà có thể kiểu hơi bị tí giận rất là mất thời gian, với lại em cũng không thích vậy. Tức là theo em đi thì ví dụ như một tuần hay một tháng đi, ví dụ như có thể dành cho em được ví dụ như là hai ngày cuối tuần nè. Em cũng khá là bận, em cũng không rảnh nhiều lắm. Nhiều quá nó sẽ gây nhàm chán á, không có vậy không? Tức là nếu như mà có một người con gái để cho anh quan tâm á, thì anh sẽ cố gắng, chắc chắn là nó sẽ không có được thường xuyên. Nếu như mà may mắn mà quen được em đi thì chắc chắn là anh nghĩ là mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn. Bởi vì nãy giờ nói chuyện anh thấy em là một người con gái rất là thú vị, và bản thân anh cũng muốn tìm hiểu em thêm. Ý là mỗi người kiểu người con gái thế nào sẽ gây sự chú ý cho anh. Thì nãy giờ gặp em nè, thì lúc chị Tường chị
chỉ em á thì anh cũng có một cái camera nhỏ nhỏ là đứng từ xa là cũng có tia rồi đó, cái cũng hối chỉ là phải qua nói chuyện cho anh. Ôi, ví dụ như không được thì sao hả? Ví dụ như mấy nãy em say no thì sao? Từ nãy tới giờ bản thân anh cũng tự đánh giá được là em có thể là em cũng cảm giác như là anh là một người em có thể nói chuyện cùng, ví dụ vậy. Em cũng nghĩ vậy, thế là nói chuyện với anh thì cũng khá là thoải mái, cũng có thể nói chuyện thoải mái đúng không? Ừ. Vậy đi ăn cơm gà. Ok, cũng được. Em thấy anh là người như nào từ hồi nãy tới giờ nói chuyện với nhau? Có lẽ là anh lớn hơn, cái suy nghĩ tất cả mọi thứ của anh nó đều lớn hơn cái độ tuổi của anh đang có hiện tại. Nếu như người khác nhìn vô thì họ sẽ nghe cách nói chuyện của anh thì họ sẽ không nghĩ anh đang ở một, tức là những thứ mà anh đang có hiện tại thì họ sẽ không nghĩ anh tầm khoảng anh lớn hơn một tuổi. Tiếp anh đang nghe mà. Nghe mà cho tôi nghe chứ, hai người líu lo mà tôi không biết vô đường nào luôn á. Trời ơi, nói chuyện rất là vui chị. Dạ. Chắc tôi tốn chào xin tố rồi quá. Em lo cho chị. Dạ. Tôi nói em lo cho. Thôi em ra ngoài đi. Để chị nói chuyện riêng chút xíu coi. Chuyện phụ nữ nó chiếu riêng xíu nha. Dạ, dạ. Nãy giờ tôi cho có 15 phút mà nói 20 phút luôn rồi đó. Dạ, thấy sao? Dạ, thấy cũng được. Kiểu anh khá là... anh suy nghĩ ra kiểu chững chạc á. Không phải giống như cái độ tuổi mình đang có. Thấy cũng ok. Ok là em cảm thấy được hay là không được? Dạ, được. Phù hợp không? Phù hợp hay không thì chắc phải... Nãy giờ có cái gì mà gọi là hẹn hò hay hứa hẹn hay anh có tỏ tình, có nói gì mình chưa? Dạ, anh chỉ ngủ là nếu mà cuối tuần em rảnh thì sẽ dắt em đi mấy chỗ em thích thử. Thật ra là chị phải phỏng vấn ảnh trước, tại vì ảnh là nhân vật chính của ngày hôm nay để chọn người. Chị nói thiệt cho em luôn là ảnh có tới 3 cơ hội lận á, mà em mới là cơ hội đầu tiên thôi. Nhưng mà tại chị vô, tại sao chị phỏng vấn em trước? Thứ nhất em nữ, thứ hai nữa chị nghe nói là em thấy được rồi đó, cho nên chị nghĩ là ảnh ok rồi. Bây giờ em ngồi đợi đây chị xíu nha, chị nói chuyện với ảnh một chút thử coi là ảnh đã chốt là chọn cái cơ hội này chưa. Trước tiên là cảm ơn em rất là nhiều đã theo chị Tường nãy giờ ha. Chị Tường một phút nữa thôi, biết đâu là có sinh tố uống ha. Sau 15 phút nói chuyện thì phát biểu cảm nghĩ cho chị coi. Dạ, em thấy bạn nữ rất là dễ thương, mặc dù là nhỏ hơn em có một tuổi thôi nhưng mà bạn suy nghĩ về tương lai và mọi thứ rất là sâu sắc. Trời ơi, sao hai đứa khen qua khen lại vậy ta? Em nghe vậy em mừng lắm chị. Nhưng mà bây giờ chị em bình tĩnh nè, nãy giờ có thấy sự rung động, sự xao xuyến gì trong người chưa? Dạ có chút đỉnh gì. Mà nãy giờ có hẹn hò gì với người ta chưa? Dạ có luôn chị. Tỏ tình đồ này kia vậy đó có chưa? Dạ tỏ tình thì chưa, nhưng mà có hẹn bạn đi uống nước từ sau rồi. Bạn đồng ý chưa? Dạ đồng ý rồi, em xin số điện thoại luôn rồi. Tôi mới chạy đi ra ngoài đường có một vòng nên là xin số điện thoại luôn rồi. Dạ em dừng xe em chút nóng không à chị? Nhắc nhẹ lại cho em nè, đến với chương trình ngày hôm nay là em có 3 cơ hội. Dạ. Đây chỉ mới là cơ hội đầu tiên thôi. Dạ. Nếu em muốn em vẫn còn có thể có 2 cơ hội nữa. Dạ. Em quyết định là mình chốt sale tại đây hay là mình muốn mạo hiểm tiếp tục. Trong chuyện tình cảm thì em không quan trọng về số lượng, cho nên á là em nghĩ là khi mà em gặp được một người mà em thấy phù hợp rồi á thì em nghĩ là em sẽ quyết định là tìm hiểu bạn đó tiếp. Biết đâu sau lưng em còn 2-3 cô nữa hấp dẫn hơn em vẫn bỏ luôn đúng không? Dạ chủ yếu là cái người hợp tính với mình mà chị. Có nghĩa là giờ chốt sale ở đây phải không? Chắc chưa? Bây giờ con này tặng được chưa? Dạ tặng luôn chị. Tặng luôn đúng không? Dạ tặng luôn. Thể theo lời của quý khách, không biết hai bạn trẻ một lát nữa gặp nhau thì có lật kèo gì hay không. Nhưng tôi người lớn, tôi nói được là tôi làm được. Đã mua sẵn 2 ly trà sữa mời hai bạn ấy. Dạ. Rồi, vậy là con ly trà sữa với quà vô tỏ tình, ok? Dạ, cảm ơn chị Tường rất nhiều ạ. Đâu, trà sữa chị đặt đâu rồi? Đây. Thể theo lời hứa nha, 2 ly trà sữa vô luôn, dạ. Cầm luôn. Quà chị cầm giùm cho, dạ. Đi. Cảm ơn mọi người. Chị đã quay trở lại. Giờ mình đứng lên xíu đi nè. Đó, hai bạn cao, mình đứng cao hơn hai bạn xíu nha. Chị cũng có trò chuyện với hai bạn rồi. Thì hôm nay mặc dù là chúng ta cũng mới gặp ít phút để gặp nhau thôi, trước mắt thì chị cũng làm đúng lời hứa là nha, đãi hai đứa em. Ở đây không có sinh tố thì chỉ có trà sữa thôi. Dạ. Thì nó cũng được đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước khi hai em mà muốn uống cái ly trà sữa của chị á thì chúng ta phải bước qua một cái giai đoạn. Nghe đồn nãy giờ cũng cho số nhau hẹn hò rồi thì cuối tuần rồi phải không? Nhưng mà đó là cái cũng chưa chính thức. Bạn bè vẫn có thể đi chơi với nhau. Dạ, nhưng chương trình của mình là mai mối. Mai mối có nghĩa là một cái mối quan hệ yêu đương trai gái chứ không phải là bạn bè. Vậy thì bây giờ chị sẽ dành cho hai bạn
30 giây. Mà thôi dành chi nữa em, chị nghĩ cái này của em mà. Dạ đúng rồi chị. Chứ chị cầm giùm em hai ly trà sữa. Dạ. Như bình thường á là chị sẽ cho hai bạn đứng xoay mặt lại với nhau. Dạ. Trong 30 giây ai là người nhận cái con gấu từ chị để tặng cho đối phương, tỏ tình với đối phương. Dạ. Nhưng mà cái này con này của em. Dạ. Em chốt luôn nên dạ. là em tự động luôn. Dạ. Rồi, chị sẽ làm nhân chứng, chị đứng đây. Dạ. Cho em 30 giây. Từ hồi nãy tới giờ nói chuyện với em á thì anh thấy em là một người rất là thú vị và bản thân anh thì cũng rất là muốn tìm hiểu em thêm sau này, cũng như là có thể có một cái mối quan hệ chính thức với em. Đây là một cái món quà nhỏ đó, nó thể hiện cho cái lần đầu mà hai đứa mình gặp gỡ cũng như là nói chuyện với nhau đó. Thì em có đồng ý nhận cái con gấu này của anh không? Bạn giận hay chị? Gì phát biểu cảm nghĩ dài câu coi. Đâu nhận trà sữa tôi dễ vậy. Em hơi bất ngờ là đi dạo nhưng mà tìm được một người bạn mới. Em mong là mình sẽ tìm hiểu nhau thêm ở những ngày khác. Em lại sẽ tìm hiểu nhau sâu hơn. Mắt bạn rất là đẹp luôn đó chị. Tôi tin là bạn này mới đi học về thiệt. Tại vì thường thường là bạn gái tinh tinh cỡ này mà nếu mà đi dạo mà hoặc là đi chơi là sẽ trang điểm nó đậm lắm đúng không? Bạn này là mặt mộc nha, mắt đẹp ha. Tại em không biết trang điểm. Em không biết trang điểm hả? Rồi, em thích gái trang điểm hay là không trang điểm? Dạ, như nào cũng được miễn bạn cảm thấy tự tin. Nhưng mà hôm nay em thấy bạn gái có xinh không? Dạ rất xinh chị, dạ rất xinh. Rất tự nhiên dạ. Chị cũng thấy rất là xinh. Trời, mắt đẹp thiệt luôn, em để ý kỹ quá ha. Ừ dạ. Đúng rồi, em đeo mắt kính mà. Rồi, được rồi, bây giờ chị Tường tặng hai bạn hai ly trà sữa nha. Cảm ơn chị Tường. Rồi, như vậy là ngày hôm nay ha là chúng ta chỉ một sự khởi đầu. À quên, tôi vô duyên quá, đứng một bên nè. Hai đứa nắm tay nhau đi. Thôi gì? Nắm tay hẹn hò chứ thôi gì? Trời thôi lấy trà sữa lại. Đó, đừng có để hai ly trà sữa của tôi nó vô ích nha. Dạ. Chị thấy cặp đôi này dễ thương lắm á. Rồi giúp đỡ cho em ấy học, năm nay là ta còn học hành, còn thi cử nha. Dạ em cố gắng. Yêu yêu nhưng mà cũng giúp cho bạn ấy học hành đàng hoàng, tốt nghiệp dạ. nha. Dạ. Rất là đẹp đôi luôn. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay.